Xin chào, tôi tên là Anh và tôi là chủ của Hanana Boutique Hotel. Hôm nay tôi có mặt tại sự kiện The Marketing House và tôi thấy rằng đây là một sự kiện rất là bổ ích cho những người làm marketing và những người làm về business có thể giao lưu và gặp gỡ nhau để học hỏi rất nhiều điều rất thú vị.